Không, chứ nào là cái giết người lúc trước là tao cũng sợ. Oh, hello yeah. Ôi trời ơi, thằng cấp tử mày nuôi con bò nha. Trời ơi. À, cái thằng quỷ nè. Trời ơi, mày ăn nhiều mày khốn như mày. Để giờ bắn tao. Cảm ơn mọi người trên channel của mình. Mình là Toàn Máy Góc, ngày hôm nay mình sẽ chơi cái Murderger này. Mình sẽ làm một cái series nhật ký Murder. Thì ở trong này mình chỉ chủ yếu là chơi cho vui, lại làm meme thôi. Ok, chắc bắt đầu thôi nha. Rồi, để xem coi ai bây giờ không có tin ai được hết á. Các bạn không có tin ai được hết á mọi người. Tao đi lượm vàng, tao đi lượm vàng. Đủ 10 cái tao bắn hết. Cái này mới hồi xem kỹ năng lạng lách của mình. Ba cục. Ôi ủa phòng cũ hả? Thôi kệ chơi thêm dán phòng cũ đi, mình chuyển qua phòng mới. Rồi, nghĩ sao mà con bạch quay xí. Má được trận ăn hơn cái gáy sớm thế. Đâu đó là em đang được chạy với ba đứa kia. Mà thằng này đâu ra? Cái xong nó quay qua đi chi? Nó giết thằng đi cuối lùi kia. Má thằng này em quay qua. Có cái quay qua sau lưng. À thì ra là mày. Trời ơi, cái thằng đó nó ngu dữ vậy. Nghĩ sao mà nó giết mà để, nó đi giết mà để lộ. Nè nha, không tin tưởng ai hết nha. Tao bắt đầu sợ rồi đó. 5 minutes later. Ê, đi heo trắng kìa, đi heo trắng kìa. Trắng, đi heo trắng kìa. Ý mẹ ơi. Ôi ơi ơi. Sao ơi. Sao. Bố. Có bóng vàng, có bóng vàng, có bóng vàng. Nó đâu rồi? Ôi, bố này nó hiền vậy, 6 chiếc ai vậy? 8 người còn nguyên vậy. Mua đôi rồi, nó hiền. Nghe bà 2 chiếc nãy giờ ha. Má là suy ngưỡng trục mạng rồi. Tao không sợ ai đó, tao chấp luôn cái thánh tử mà. Bố lại đây trời ơi. Đứng yên chỗ hoài á. Là đó là mua được. Rồi cái gì vậy? Má, ủa gì vậy? Còn thấy mẹ rồi, nó đợi giây cuối nó mới hành động. Hả? Chắn có cùng không? Có. Ấy. Không biết gì hết. Trời ơi, nguy hiểm đi ba, skin mèo buông kìa. Ôi trời ơi. Tao giả ngu từ 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 thôi. Trời ơi, mấy chết là dở rồi. Mày mà dở quá. Này thì cầm cung. Đi đi đừng lẹo. Má thì thánh lương chơi mua đơ, ôi trời ơi. Đối đã phát hiện được. Thôi đi đùa. Không phải dáng nào cũng làm được giết người đâu. Nhanh đâu. Ơi, bắt đầu. Gì vậy? Em biết thằng nào rồi. Cái thằng mà skin đen xì lì luôn. Skin đen xì lì luôn. Ơi, thằng xì tiếp. Quá. Rồi đây vô nha. Rồi. Nè, thấy nè. Nó trên tầng 2 nha. Ôi, mày chơi vậy ăn gian rồi, mày báo cáo. Ơi, chết nữa kìa, ghê quá. Ê. Đi tìm. Mày xem cảnh sát hành động nè. Rồi, tao thấy rồi. Rồi, đi giết kìa. Tao chỉ mà tao xì rồi. Rồi. Đây. À, ok, cái xác kìa. Trời ơi. Má mình đi kiếm Mulder chứ, Mulder đi kiếm mình kiếm Mulder chứ trời ơi. Thôi nó gan nó. Rồi ok. Rồi nó biết nè, rồi. Nó xì cái này nè. Ôi. Hay xin. Nó xì nữa rồi đó. Còn á à, giờ còn mưa đưa mà toàn MC á, để xem có thằng chiến thắng nào á. Mày xuất hiện ơi, tao cho mày một bắn còn luôn. Tao còn một còn ông nhân thường ông robot không biết đâu á, không biết à thấy mày rồi. Trận chiến giữa mưa đưa và thám tử. Ai ăn đây. Ê sao lưng bằng lại sao lưng kìa. Mày xuất hiện ai mày xuất hiện. Ủa nó không kiếm kìa, chạy lại. Nó không kiếm.
Ôi trời ơi. Dí kìa, trời nó dí kìa, trời ơi, có chừng nó bị Đây, tính ra có nhỏ đầu hồng đang đứng trước mặt anh hai luôn á. Trời ơi. Nhanh vào luôn. 3, 2, 1. Ôi, ôi, xem chúng luôn. Wait a minute. Ôi, nó không kiếm rồi. Ủa, hồi nãy bắn chúng rồi mà. Tính chơi mắt nào đó vậy? Trời, nó vô Hollywood nó chơi rồi. Hỏi này chơi rồi, chán quá à. Đây nè, 2 pixel Hollywood gì đây nè. Vô đi. Vô để hồi tụi nó bỏ thấy đông nữa vô à. Hai sẽ phải giết người đây. Trời nó đâu ta. Không phải con này. Ma đây rồi. Ma bắt đầu sợ rồi đó. Mấy nhóc con này thực hiện đi. Ôi đậu không thằng đó rồi. Bảy mình hai ba mình hai tao. Hai tao hai tao. Má lại là thằng skin chân thui đó nữa. Không phải. Không chứ nào là cái người lúc trước là tao cũng sợ. Ê trời ơi, thằng cấp tử mày nuôi con bò nha. What the fuck man. Trời ơi, nó bắn chết tôi rồi mọi người. À, cái thằng này. Trời ơi, thằng gì ngu đó. Không sai là khỏi nốt. Á ơi. Á đụng. Rồi. Gà thiệt chứ. Không em bị giết bởi anh thằng. Trời ơi là trời. Anh em đâu rồi? Mày là trời. Con, mày là con. Biết ngay thằng đầu hộp mà. Còn hai thằng, còn một thằng nữa. À mày chống đi hầm. Trời ơi chơi bắt vua. Rồi coi, thêm ván cuối nè, đây là ván cuối nha. Ván cuối tao mới là người chiến thắng. Ôi trời ơi. Tiền ván. Thôi, mấy năm mấy người. Thôi đợi đi. Nè, cái thằng quỷ nè, trời ơi, mày ăn nhiều mày khốn vậy mày. Tụi mày bắn tao, mày điên hả? Mày điên. Trời ơi. Không hiểu luôn, má đang đi, cái nó làm cái bùm. Trời ơi, không hiểu gì hết trơn á. Chúng ta lúa lên chung cái Hollywood này. Thám tử. Vô. Người Hollywood. Trời ơi cái map này khó chơi thấy mẹ. Map này có con đường thẳng à, khó chém lắm. Boulder khó chém lắm. Ôi ơi 11 đứa luôn hả? Má chạm kịp. Má hai Boulder luôn. Chỗ này có vàng, chỗ này có vàng. Ý là trong chỗ này full nó là hai Boulder luôn á. Trời ơi. Ôi bạn ơi, bạn ơi. Ý, hai Boulder mà quay xin về tại cái tiếng Boulder sao ta? Trời má. Tao chém hết. Tao không sợ ai á, tao chém tao lộn nguyên hình luôn. Trời ơi. Trên đường nữa kìa. Phải cướp dân thường. Má chán quá à. Được có con dán mà dán nó thua. Không, phải dán nó hòa, dán nó hòa. Dán nó dán hòa, còn dán này không biết dán thua hay thắng nữa. Rồi. Cú anh hài vô chăng. Ngoài, ơ, tại đâu vậy? Ơi, mày có cái cung gì không? Mày có cái gì không? Cắn, mày có cung, mày có cung què gì không? Không, mấy vàng. Trời ơi, vàng. Sợ quá. Ê, mấy này nguy hiểm quá vậy, nè, nè, coi. Trời ơi, đứng như tao nữa. Đâu có người vậy trời ơi. Má chỗ này đông quá, mua đông địch thúi. Ba vàng rồi. Con thấy gì ta kìa. Nó tập nữa rồi. À phải ơi, đâu vẫn. Má ơi, nó tập liên tục bắt. Vàng nè, quay đâu, vàng nè. Ôi cái gì vậy? Oh shit. Cái gì vậy? Con này vàng ngơ ngác. Bị sỉ nhục. Là một cái nỗi nhục khá lớn. Trời ơi là trời. Ôi trời ơi. Ê sao lưng kìa. Trời ơi. Đen, đen thui kìa. Má nó đây cầm cung á hả? Vậy nó là người giữ cung á hả? Còn một thằng nữa, hai chảy với người lận. Tao còn sống á. Ủa sao đông quá vậy? Không biết.
ôi đầu hồng cái này nè, thằng hàng nào đứng dưới mà phi cái tiêu lên cái là ok ngon luôn. Má là thì ra thằng chó là thám tử. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi là trời. Rồi, thôi kết thúc video trắng ở đây, chào trắng. Trời ơi. Ok, video mình sẽ kết thúc ở đây. Mọi người thấy video hay nhớ like, subscribe, share cho mình tiếp tục video tập tiếp theo của Minecraft, Mudder và những server khác. Nói chung là mình sẽ chơi rất là nhiều cái series, nhưng mà mọi người ủng hộ thì mình sẽ luôn luôn ra đầy đủ cho mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong phần video tiếp theo. Mọi người đừng quên ủng hộ mình trên nền tảng YouTube, TikTok và Facebook. Mọi người giúp TikTok mình lên 100.000 người follow nha mọi người. Yêu mọi người rất là nhiều. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.